Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip cho anh khách ở xa yêu cầu quay con cái kem chữa tơ chữa lại cho anh chị tham khảo. Đó thì con bò này tơ chữa nghe anh chị. Đó thì chữa 8 tháng. Bò này tầng nhất nghe anh chị, tơ chữa tầng nhất, bẻ một rơ răng. Đó, chân cẳng như bò đực luôn anh chị. Bò thì lẻ lứa đầu. Đó, thì cũng không cho ăn cám nghe anh chị từ lúc tháng thứ 6 tới giờ. Thứ năm thứ sáu là ra cai cám. Đó thì chỉ ăn cỏ thôi. Đó, khung tàn thì tầng nhất. Đó, xếp mặt đó anh chị. Đó, chiều cao thì 1m3 hơn anh chị, giữa lưng chỗ thấp nhất. Còn sau thì 1m37-38 gì đó anh chị ơi. Đó. Thì anh chị nào có nhu cầu con cái này thì bao đẻ 3B nha anh chị. Kem chữa bò này thì 4 vú đều và 1 vú đeo. Đó đúng bản anh chị ơi, cấp mình. Bò to cái đu lớn đó anh chị ơi. Đó, thì những con dòng bô xin chữa. Đó, mẫu Mumbai. Đó, bò chữa nha anh chị. Anh chị nào có bò thịt, bò năng, bò lòi, bò cạo thì trao đổi bò giống anh chị ơi. Đó. Đó, còn rất nhiều bò sinh sản nha anh chị. Đó. Bò vô xin mà đẻ được kem mát sữa nha anh chị. Đó. Còn mẹ con đó anh chị ơi. Đó, thì anh chị nào có nhu cầu bò giống thì cứ liên hệ trao đổi. Bò thì bên em bao ăn uống, bao tật lỗi cho anh chị luôn. Đó, xe cỏ ăn ngày trời hết trơn nha anh chị.